cái gì vợ vợ mẹ bố của cái kia cái mơ bố cũng mơ rồi nó bao nhiêu tuổi nhưng mà bây giờ mất rồi bố chồng ấy. Ừ. À không bác gì của nhà nhà, nhà cháu đây bố à đây bố bố nó nhớ bố mơ ấy sinh năm bao nhiêu chắc thì cũng phải năm mấy rồi à sáu mấy rồi sáu mấy tuổi rồi nhỉ vâng cũng nhiều tuổi rồi mà nghĩ là tầm khoảng độ tôi nghĩ ông ấy là cũng là phải sinh năm 63, 62 gì hết nhỉ. Dạ. Với bố cháu là con chú bác thôi. Dạ. Vẫn chẳng chẳng lên hết được. Năm nay đường nhiều cam vẫn ngoại năng còn mấy chục tấn quý làm còn được rồi nhé mất nhiều nữa là hối hả hết một cái vườn trong nhà bên trên kia hả hết 50 cây chắc nhỏ lắm còn mấy tấn nữa chắc là còn được 8 tấn gọi là chục tấn đi nhỉ quý nói thế thì không đến mọi năm được 12-13 tấn thì nó mất rồi thì năm ngoái thì bán còn được năm ngoái còn được 9 tấn nữa mà yeah. Năm ngoái được 9 tấn năm nay tháng 2 bán yeah. Thì năm nay gỡ còn được 8-7 tấn là càng thì sang năm chắc là mới tăng bởi vì năm nay là nó vượt trội lên ấy nó to hơn cây nó có cây nó có nó ra được chờ ra được mầm ra ấy nó có trồi lên đi nó có nhánh năm nay nó ra nhánh dẹp lắm nhưng mà có một số người không trồng được thế nào mấy vàng cái loại ấy hả nó cắt gì đó. Của nhà chú giờ mấy gương gương rồi mấy vàng vàng ít thôi còn ra nửa lên cuộn còn xanh lét ngọt chưa cũng có đường ngọt đi nhưng mà ngọt nó không ngọt được đậm như cái chín kia đâu nó vẫn kiểu vài chu chưa được ngọt gì phải ngọt sắc nó mới chín như cái đám ruộng trên kia thì hai xào kia thì chín rồi nó có một số thì chín vẫn luôn cái đấy chín đều bán Yeah.
giờ được năm năm được ba tấn thì được gọi đóng được tấn rưỡi cái đang đấy rồi. Căn bản nó mất 40 cây. Ca mày nó phóng nhanh, để phóng nhanh. Nó phải được từ mãi. Mà đầu tư cái này thì không được bắt đầu chết, không mất nhiều tiền. Như được thì lại được, như năm nay là được còn nữa. Năm nào cũng được, từ chứ năm nào cũng được. Vâng. Thì có mỗi năm nay không bán được, tháng 2 rồi không bán được cả 2 nghìn nữa. Vâng. Thì bán được 18 thôi, 15 đến 18 thôi. Vâng. Bây giờ cũng đây cũng bán 18 thôi. Chờ đi một chút mà nó hết tháng mới được bán. Vâng. Được rồi, ấm được rồi. À, dương này hết tháng 11 anh gì à, hết tháng 11 đó được thấy tháng 12 bác chết nếu mà được giá thì dằm tháng 11 cho bán được thì cũng được bán 100 cây thì ăn năm nay vừa cắt nó vừa thành cỏ quả nó còn đầy đủ đầu lúa vừa nở hoa vừa thành quả vừa cắt cạn đi nghĩa là cắt thì sẽ sợ lại nhưng mà không vẫn bình thường bây giờ trở đi là không ít người bảo là có tuổi tóc mới bạc lắm nhiều trẻ đã bạc nhà có gen tóc không bạc sớm đâu nhưng mà bây giờ là anh em nhà nào ai cũng bạc sớm ông bây giờ mất thì mấy chấm chớm thấy từ cái bạc quý nó nhộn không đi nhộn chứ không nhộn mà thành phải nhộn nữa nên thích nhộn. Chịu lắm. Yeah. Bắt đầu xong sang tháng cắt ăn Tết thì mới để hơi dài tí để còn vứt ve nó. Tuần cuối đầu vẫn được đứng ngóc đầu nhìn qua đâu, nó không em. Yeah. Nó dày. Mắt nó dài, cái ngược dài nó kéo cắt, mì mắt ấy, nó nhiều cái nó dài, nó không chiều, nó lại đâm thẳng ra trước mặt như kiếm. Sợ là nó sợ là thế này, tự nhiên giờ thế này. Ngày xưa có thế đâu.
Bây giờ lông bây giờ nó dài cho nó mọc thẳng nha. Nó lại không theo hàng rối nữa. Nuôi thôi. Mọc lung tung liền. Không theo. Nó không theo cái hàng, nó chiều nó đi không? Nó mọc theo chiều. Dài thật nhưng mà nó phải mọc theo chiều. Làm nữa cái chỗ nó vẫn còn dài. Cắt ba giờ cho con bạn. Đi làm gì đấy? Đi lấy hàng chiếc hàng. Đi lấy chiếc hàng. Chị chấm cho tóc à? Xem trắng lắm, trắng là chấm cho người bộ chị đấy. Cổ bàn. Đấy, chị xòa đẳng cấp à? Cứ cho xòa chị. Chú ngồi sát vào ghế thì cô đang ngồi. Đi siêu hàng hả bạn? Ít thì với anh không nhộn được, không mình không nhộn được cái tóc nhộn. Làm lưu một thời gian là không gọi đi hát, cứ đi hát được đó. Chú có đi hát không? Nhưng mà không được rồi đi. Yeah. Bỏ cam đi, nó hỏng đi thôi, nó là xong. Cả năm có mỗi ít cam gì vậy? Bây giờ vải không tính, còn tính cam. Mà mình đi, mình bỏ bán cái nó mà nó hỏng thì thôi. Trồng thì khó lắm, khó làm lại lắm. Nếu thu, nếu mà nói đúng ra là thu được thu nhập ở cam thì thu được tầm khoảng 250 thì mới phải mất 70 triệu để mà thuốc phân vân đạm đấy, gọi là công của mình đấy, gọi là 100 nha. Đấy, gọi là công của mình như 100 thì ở đâu mình 150 thôi. Cái năm mà bán được có một năm bán
thu được 206, 207 thì đầu tư mất 70. Có năm thu được 204 thì đầu tư mất 60. Là còn phải trả tiền ngay 30 triệu, mua chỉ 30 triệu, 33, 35 triệu ấy. Vâng. Còn thuốc sâu bây giờ mình mua tiền này nó tổng đi. Mua đến đâu mình không phải lo cái lọ. Đến lúc trả với nó không thành một đống này nha. Nhiều ấy. Nhiều khi mình cứ lọ mấy chục triệu thôi, lúc mình đi trả mình thấy nó nhiều, sót. Mình lọ đau đầu. Vâng. 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 200 triệu phải chết. Ngân hàng giờ chỉ sợ không đi vay thôi chứ còn đầy tiền ngân hàng. Bây giờ năm nay dân toàn là gửi tiền thôi chứ không đấy. Dân này toàn đi mang tiền đi gửi, thành ra lãi bây giờ phải cho thất rớt. Và bị đắt loài ra. Vâng. Nhưng mà lãi nó mình cao là 9,5 mấy nhỉ. Bây giờ nó bỏ lên 1,7 à? Không biết nữa. Thấy thằng nó bỏ lên 1,7. Lúc vay mình vay á. Đấy, bây giờ chúng nó bảo vừa rồi năm ngoái nó đi vay á, 1,7 á. Bây giờ thì thấp hơn hả? Con gái nhà chú lại đi làm công trình ấy. Thì biển nước các cái lắp cho người ta có thu được đó, không thu lại tiền này. Lại đi quay đi vay 200 triệu thì mất nhẹ 24 triệu. Chị có tính dẫn mỡ đi em đi ngoại còn chưa tổng về. Đi 200 triệu thì mất nhẹ 24 triệu lãi và tôi chỉ xuống là mấy trăm phải giả luôn. Đi nước ngoài hết rồi. Chẳng đứa nào ở nhà. Ừ, đứa sắp về sớm phải đi, mà hôm sáng mai đi sớm. Tiểu thương chưa? Nhưng mà ấy thì thế để tính có đấy không? Bấm tiểu thương thì à, thế nếu mà tính từ giờ thì ra đồng mua ít củ thì một mình tính đi được. Chỉ mua ít củ ăn mai sáng mai ăn tạm với củ với ít hành tươi phải không? Thưa mở hai đường nhé. Mở sáng á? Mở sáng ơi thì không phải tập 4 giờ đi về chứ phải không? Sao vẽ ra cần vẽ ra nước thì đỡ bị không cần nhiều tại cái gì để thế để phải thao sao cần tơi mới được vừa chưa vừa chưa trước cái đồ chưa mua tạm cái đồ xào châu với để xuống hàng thôi nhưng xương cái hành tươi tươi phải không? Ăn bữa sáng mai thôi, còn chiều mai để tính. Cắt lâu lắm rồi nhỉ, chỉ có đến cắt tóc nhà cháu thôi mà, nó bao nhiêu năm rồi? Đã 5 năm rồi. Cắt tóc 5 năm rồi. Đấy, còn chưa đi ra chỗ nào cắt cả, chỉ có cắt ở nhà cháu thôi.